thứ ba của đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời sẽ được bắt đầu vào ngày 25 Tết ở bên công viên Tao Đàn. Cái lịch diễn này rất là sớm nha chị nha. Chúng ta dành thời gian sớm, nghỉ sớm thì chúng ta bắt đầu đến với lịch diễn của đoàn vào đêm ngày mai khai trương vào ngày 25 Tết vào khung giờ là 16 giờ chiều cho tới là 17 giờ chiều, tức là 4 giờ chiều cho tới 7 giờ. Cái gì? Ủa thì nó đúng mà. Thì 16 giờ tới 19 giờ, 16 giờ tức là 4 giờ tới 7 giờ tối đó. Rồi, ngày 25 Tết là địa điểm đầu tiên nha chị nha. Địa điểm thứ ba của đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời ở bên công viên Tao Đàn kế bên đây nè anh chị. Diễn rất là sớm, khung giờ là 4 giờ chiều cho tới 7 giờ tối, tức là 16 giờ chiều cho tới 17 giờ tối nha. Và đặc biệt là ngày 26 thì sẽ được diễn hai suất đặc biệt luôn, vào lúc sáng là 8 giờ sáng cho tới 11 giờ 30, và chiều là vẫn là khung giờ 16 giờ chiều, tức là 4 giờ chiều cho tới 19 giờ, tức là 7 giờ tối. Và sau đó chúng ta có thể là qua bên đây chơi suất thứ ba nữa anh chị nha. Vào 26 âm lịch thì sẽ bắt đầu là vào lúc 8 giờ sáng cho tới 11 giờ rưỡi trưa. Và sau đó chúng ta được nghỉ ngơi, hoặc là anh chị mình bận sáng không đến được thì chúng ta đến vào ban chiều vào lúc là 16 giờ, tức là 4 giờ chiều cho tới 19 giờ, tức là 7 giờ tối. Và sau khi mà dò số xong, chơi bên đó xong rồi, qua công viên tất cả mọi thứ xong rồi, anh chị mình có muốn qua bên đây dò lô tô tiếp tục thì chúng ta qua bên đây tiếp tục, để chúng ta sẽ có một cái trò chơi giống y chang như thế này nữa anh chị nha. Là cái điểm diễn thứ ba của đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời. Và bây giờ vòng loại đặc biệt đầu tiên chúng ta được ưu tiên là mua một vé, tặng một vé, các bạn mình nhớ nhanh chân mẹ tay ủng hộ. Và bây giờ để trở lại một ca khúc, trở lại với một giọng hát đặc biệt nhất của đoàn, một gương mặt sáng giá nhất của đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời, một giọng ca bay bút cao trời mây. Không, bây giờ chị số không cho hát nữa. Bây giờ muốn giới thiệu, em ham hát quá, em đi vô đi. Chị giới thiệu hát thì em đi ra hát. Thôi, chị giới thiệu không được rồi. Thì bây giờ chị giới thiệu hát, coi luôn đi hát. Em nấp vô đi. Nấp vô. Tiếng hát Lê Cần. Trời, chị không đó. Rồi, quý vị ơi, vòng loại này là vòng loại đặc biệt đầu tiên của đoàn chúng em gửi đến cô chú anh chị mình qua đêm nay là đêm 24 Tết. Thì cô chú anh chị mình đến nơi đây bấy nhiêu thì mình ủng hộ bấy nhiêu nha quý vị ơi. Và hiện tại thì bên trên không để sân khấu lắng động thì Lê Cần xin gửi đến cô chú mình một bài hát mà cô chú mình nghe lại. Bài hát được mang tên Hồn Quê, xin mời quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều vừa thưởng thức qua ca khúc được mang tên Hồn Quê, và xin cảm ơn một bao lì xì đỏ thắm của người chị gái. Và hiện tại thì tất cả nhân viên của chúng em cũng đã sắp hết vé rồi quý vị ơi. Rồi, cô Bạch Cải hết vé quá giỏi rồi. Rất là dễ thương. Sao đâu? Sắp rớt để được. Cái này là em, cái mặt em quảng cáo TV được á. Đúng rồi, tại vì cái mặt nó bự bằng cái TV á. Thì mặt em bự bằng cái tivi, mặt chị cũng phân nửa đó chị. Đúng rồi, nhỏ hơn mặt em là được rồi, đúng không Lumi? Thì cũng phân nửa rồi. Chú Lumi nói câu liến ra nè, Lumi bước ra đây nè, nói câu liến trong mặt. Mặt Lumi là gấp 3 lần cái tivi đó chị. Lại đi đo. Không có đo được, cái đó là sự cái mặt cho nên không có đo được, hiểu không? Rồi quý vị ơi, ủng hộ dòng loại đặc biệt đầu tiên của đoàn chúng em, và đặc biệt là chúng em có tặng thêm một vé tặng kèm theo là cái lá vé màu vàng đó vị. Mình dòng loại này mình dò giùm em tấm lá vé màu hồng nha quý vị ơi, bự trà bá nái cái chữ dòng loại đặc biệt ở trên. Còn tấm lá vé màu vàng bỏ vô túi, cuối giờ dò chúng ăn gấu lớn giùm em nha quý vị nha. Rồi, cô chú anh chị mình ngay từ giờ này có ai còn có nhu cầu mua vé giơ nhẹ cánh tay giùm em, nếu anh trên đi còn thấy được. Rồi, cái chỗ quầy Quỳnh Năm luôn, thẳng luôn Lucy ơi. Còn cô chú anh chị mình, rồi bên đây luôn, phía bên đây luôn. Lộ Liễu ơi, còn vé không em ơi? Lộ Liễu. Tài ơi, Tài. Còn vé không Tài? Gì mà có duyên nha. Bán vé rồi xong rồi dò phụ luôn. Đây nó nghe là lỡ đọt giải rồi sao? Đây nè, lực sau lưng luôn luôn, Lucy ơi, Lucy. Nè, trai nè. Đây nè, nhìn nghe ta đây luôn. Rồi, bên đây bán một vé áo trắng nè, rồi tuốt dưới cuối đường băng nữa. Và bây giờ còn có 3 vé thôi nha anh chị nha. Dòng loại đặc biệt đầu tiên là ưu tiên là mua một vé tặng một vé. Em thấy anh luôn rồi, đợi em tí xíu nha. Rồi Lucy nè, quay qua sau lưng nè, bên đây anh áo trắng giơ tay giùm em một nửa đi anh. Đó. Chầu đó thấy không? Chầu ở đây xui vui nè, bác ái lý dễ sợ lý nè, Lê Cần kìa, chầu xong pha chiến đấu. Đó. Rồi xong rồi cuối đường băng nghe Lê Cần nha. Đó. Trong đầu không có Lê Cần là chết hết. Thiệt. Đúng không? Là vui lại rồi đó. Rồi xong rồi em. Và bây giờ ai có vé đặc biệt, vé màu hồng, chúng ta bắt đầu chuẩn bị chờ số nha.
Rồi anh chị mình có vé màu hồng dòng loại đặc biệt nhận qua TV Dali 32 inch. Mấy gì ra? Mấy gì ra? Cái này mấy gì ra? 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 Nhà em đó có hai người về đây, một người không xinh xinh, một người không đen thui. Và ai nữa nó hát hay mà tài tình. Còn số 9, còn số 9 vé màu hồng gạch gạch vô. Còn số 9, còn số 9, còn số 9. Còn số chín số gì ra, số gì ra, số gì ra. Em ngã xuống như bao chàng trầm si. Cũng vui cùng em là những ngôi sao. Bàn chân em, bàn chân em dầm chết ba tay gà. Em ấy đời đời là cô bóng miền Nam. Còn số 8, còn số 8. Còn số 8, còn số 8. Còn hai chị đi, hai chị đi, còn hai chị đây. Ra bờ sông anh em với em. Mai mốt đi em cao dầu giờ người sẽ như tình ta. Em chỉ là phiền buồn anh sẽ thương cùng mẹ nhà. 23, 23, 23, 23. Đó là 23 số gì là số gì là số gì đây. Cái cung sông kia kiểu bao mà em đợi. Cái cung sông này bờ bụi mà tối tăm. 55, 55, cái 55. 55, 55, 55. Thời gì ra, thời gì ra, thời gì ra. Hai gì ra, hai gì ra, hai gì ra, hai gì ra. Đi bình tĩnh lê quê thác qua. Xin cho tình trang thỏa chiếc mà khăn tan. Nhạc em trong lòng quặn đau xót ra. Nói ra để cho bớt cơn tình thâm. Cái 25, 25, 25. 25. Đầu tiên đã có hai chủ nhân may mắn đoạt giải. Và để tạo sự công bằng thì Quỳnh xin mời hai vị chủ nhân bước lên sân khấu cùng hỗ trợ nha. Và sau khi hỗ trợ xong chúng ta sẽ được nhận qua đó là mỗi người là hai vé cho một loại sao giờ miễn phí 10.000 đồng tiếp tục. Rồi bây giờ Quỳnh xin mời hai vị khán giả à. Rồi em mời chị một người nè, bước lên qua bên kia, qua bên chị qua bên đó, qua bên banh giùm em nha. Còn một vị khán giả nữa anh chị, người lớn lớn giùm em à. Còn ai à? Dạ. Rồi chị Liên, em mời chị Liên lên luôn đi chị Liên. Chị qua đây luôn đi chị qua đây nè. Chị gái chị qua đây nè, đó qua đây. Rồi xong nha. Chị kiểm tra hộ giùm em là ký hiệu nè. Và đọc những con số mà may mắn. Chị qua bên kia chị kiểm tra banh giùm em nha chị nha. Khi nào bên đây mà nói thông báo con số nào chị nhớ kiểm tra chị nói có giùm em. Có, nó có, không có, nó không có nha chị nha. Rồi giới thiệu tên giùm em nè, bắt đầu. Chị tên gì? Chị tên Loan. Chị Loan, ở đâu chị? Ở Bình Thạnh. Rồi chị Loan Bình Thạnh, chị tên gì? Mình đang thi ở quận Tân Phú. Rồi chị thi ở Tân Phú, chị Loan Bình Thạnh nha. Và bây giờ cuộc đấu của Loan Tân Phú. Đó, chị cái gì? Chị tên gì? Loan Bình Thạnh. Đó, cùng với chị thi Tân Phú thì được phép bắt đầu, chị hỗ trợ giùm em nha. Cho mình ngồi lá bé.
28 có, 25 có, 36 có, 52 có, hợp lệ. Ký hiệu là 316 số 8 có, 25 có, 36 có, 52 có, hợp lệ. Tạm chị nha, còn lại sao? Rồi bây giờ mỗi người nhận giùm em một con phan. Bây giờ mình quay số đi. Người nào lớn á sẽ được nhận qua một chiếc tivi. Bỏ hết anh vô làm cầu đi Lumi. Và ai số nhỏ sẽ được nhận qua đó một con gấu siêu to khổng lồ. Và bây giờ cuộc đấu của hai anh chị được phép bắt đầu nha. Rồi Lumi sẽ cho lồng cầu chuyển động. Những con banh trong lồng cầu bắt đầu trộn đều lên. Đó. Rồi anh ba, anh qua bên kia, anh thò cái tay vô đó, anh móc ngay giùm em một con banh nha. Rồi quay ngược lại, bắt đầu. Rồi bụm lại anh, bụm lại, lấy, bụm lại. Chị ba qua bên kia, chị ba. Lumi quay đi, Lumi. Rồi anh số mấy, tao mặc anh buồn vậy. Con gà 28. Trâu hộ côn trùng 41. Chúc mừng chị. Rồi anh ba, anh chọn giùm em con gấu nha. Khoan đợi em tí xíu nè. Rồi một con gấu của thẩm mỹ viện Đại Hàn dành tặng cho anh ơi. Anh, con gấu này bự đẹp hơn nè. Rồi cảm ơn anh nha, nhớ ủng hộ vé một đời sau nha. Chị ơi, chị cho Quyền hỏi đây, mình tên gì và ở đâu nè? Dạ, mình tên là em, mình ở Bình Chánh nè. Chị An ở Bình Chánh xa mà lên đây ủng hộ cho đoàn. Trời ơi, xa lắm á, Bình Chánh là chỗ nào? Ở Giáp Long An ở Quy Đức là chỗ. Ở Quy Đức. Quy Đức là gần cầu Ông Thình luôn phải không? Xa lắm đó nha. Rồi, đến đây bao nhiêu lần rồi? Lần đầu tiên hả? Lần đầu tiên, ngày xưa Quyền cũng hát cái gì đó đó, biết không? Con Quyền ở dưới Long An, ở Đức Hòa Long An hả? Trời ơi, cảm ơn bạn. Rồi, rồi, cảm ơn chị nha, chọn Quyền hát vòng vòng chỗ đó luôn đó, chúc mừng bạn nha. Rồi nhớ Tết mà có buồn á, nhớ lên đây ủng hộ cho đoàn. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha, chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng nha. Rồi cảm ơn bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến với vòng loại mới với tiền bạc là 10.000 đồng nha. Cần ơi, còn mấy bé nào cần? Buông bác cười lên đen nha, cười lên dù cho trong lòng mình có tan nát, tình yêu mình có bị sụp đổ hoặc là có bị như thế nào đó, mình vẫn phải cười, hiểu không? Đó. Thì không, cố tình là chị nói gì, cười đi em, cười giả chân à, rồi lẹ lên nha. Rồi, cười nhăn hết trơn, cầu, tối đêm nay nhớ liếng nói giùm chị nha không? Đang buồn vì tình cảm đó. Rồi, rồi Út Bạch Khải, rồi sao mà dìu Lê Cần đi gà bắt đầu nè, đó, an ủi Lê Cần nha. Sao, đó, trong giây phút chia tay. Ta mua vé không bán gì lại cần. Không thèm bán luôn. Đó, ta mua sao em không bán. Nói nghe nè, tình yêu á, hiểu không? Cưới nhau chưa chắc là mình chung sống với nhau đâu em, hiểu không? Mình quen nhau thôi, đúng không? Đó, không có gì là không có gì là cũng không thể chứ em. Trời ơi, đó. Rồi cầu cầu sao nữa? Dù gì? Buông ra. Buông ra đi. Buông ra đi. Hai đứa nó bế xế chơi rồi. Rồi bây giờ một loại 10.000 đồng trở lại nha anh chị nha. Đã tí xíu nữa chúng ta còn một vòng loại đặc biệt nữa. Quyền mời tất cả quý vị anh chị có vé vòng loại 10.000 đồng sẽ được phép bắt đầu dò số. Địa điểm mới của đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời sẽ được tăng cường thêm một sự kiện đặc biệt nữa vào đêm 25 Tết, sẽ được bắt đầu phục vụ tất cả các bác anh chị mình bên công viên Tao Đàn cái khung giờ là 16 giờ chiều cho tới 19 giờ. Các gia đình nhớ ủng hộ và đến công viên Tao Đàn sẽ được đến với địa điểm diễn của đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời. Và đặc biệt vào ngày 26 Tết sẽ được bắt đầu có hai xuất diễn đặc biệt vào lúc 8 giờ sáng cho tới 11 giờ 30 chiều, 11 giờ 30 trưa, và thêm một xuất diễn nữa là 16 giờ, tức là 4 giờ chiều cho tới 19 giờ tối. Và sau khi mà ủng hộ xong bên đó rồi, các nhà mình chưa có thỏa mãn nữa thì bên đây vẫn có một tiết mục như thế này, các nhà mình qua bên đây dò số lô tô tiếp tục. Và ai có vé trên tay bắt đầu chuẩn bị dò số. Mấy gì ra số gì ra mấy gì ra bà con cô bác ơi chồng
này trở lại đây, trở lại đây em yêu sao mấy gì ra mấy gì ra, mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Tôi đi mầm qua tôi nghe chính hương, tôi qua cao lắm tôi về hồng nhường. Sao đâu đâu cũng có nghĩa tình, đâu đâu cũng có bao công trình dựng xây 37 37 37 37 cái 37 cái 37 cái 37 cái buồn gì đã 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 buồn thôi chà người thấy đôi nhịp cầu à thấy đôi á nhịp cầu lòng em tan nát lòng em giờ em lên xe qua cho đẹp lòng mẹ cha cho tình duyên đôi ta trắng em thành cả 18 18 37 48 gạch vô hai con giờ số tiếp mày gì ra mày gì đi mày gì ra con muốn gì đi buồn gì ra con muốn gì đi buồn gì ra bao qua bao xe qua xe chốt qua chốt duyên qua duyên đời như thế kiều như con chốt 41 41 41 41 41 mấy gì đi xuống gì đi xuống gì đi xuống gì ra chốt cửa nhà quan dường như có ma nó lũ đầu ra làm em cái hết hồn có ma đầu đen ám răng nó trắng tinh nó lũ đầu ra làm em cái dựng mình con số 9 con số 9 con số 9 con số 9 con mười gì ra con mười gì đây con mười gì ra mười gì ra con mười gì đây con mười gì ra mười gì ra sao em không nhớ ngày nào sang đây nghe tôi ngồi đàn để đôi đàn buồn mây mang em như mây trôi dịu dàng tôi lang thang trên bầu trời và anh đã chia xa con mười ba 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 con mười gì đây mười gì ra bầu trời nhiều sao sáng đêm nay nhiều như những gì mình đã có một lần đã chọn về hiến dân với em hẳn mãi là người tình trăm năm còn mười lăm 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 chờ gì ra chờ gì ra chờ gì ra năm gì ra năm gì ra năm gì ra năm gì ra cầm dao sẽ mất ít muối mà nhiều giờ tại bà lắng lơ nên cầm dao mà chứ bà mà đàng hoàng thì cầm cái mít sẽ con dao qua năm mười sáu 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 cả năm mười sáu xuống gì đây cái là xuống gì đây xuống gì đây mười gì đang cái là mười gì đang mười gì đang cái là mười gì đang mười gì ra chỉ có thương em thì đầu cao chị nhạt ngọt trái nhà má tới lùi quậy ôi ông nghĩ sao tôi thương bà vậy chị thả mọi dê em đây bằng đồng da còn người ta còn 18 số gì ra hai gì đây còn hai gì ra hai gì đó còn hai gì ra đoàn quân bước trên đường rừng bình minh lấp lánh chân trời xa niềm biên giới xanh thẳm hạt sương long lanh cành lá từ nơi biên cương đảo xa đoàn chúng con kiên quyết mà giữ gìn chúng con vươn theo mẹ hiền ngày đêm thương nhớ dân miền Nam 28 mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra từ đà từ phố phương bảo kim sắc phong lên đàn vào ra lúc trong tình bạn nằm ở căn mơ mà anh lúc trong tình trạng cho gia con 14 con 14 con 14 con 14 con 14 con ba chị đi ba chị ra ba chị đi ba chị ra một trái tim khô một trái tim bành kỳ trái tim đã nhiều lần trải chốn tình yêu suốt đời em vẫn mãi là người đến sau nên đành được trò
cô chú anh chị phía bên dưới khoan bao số tờ lá vé để bên trên giúp em kiểm có 400 anh và tờ lá vé của chú anh chị mình ha. Rồi nhanh tay lại chân lên phía bên trên giùm em luôn anh ơi. Đi qua phía bên đây nè anh. Rồi trong khi bên trên chúng em đang kiểm có 400 anh và tờ lá vé thì bên dưới chúng em vẫn đang phục vụ cho cô chú anh chị mình qua một dòng lời mới luôn ha. Và giá tiền vẫn y như cũ luôn cô chú. Trời đất ơi, tôi tưởng ông dò bằng búp lâm. Tôi bóp nguyên cái bàn tay vô tưởng sao ông dò bằng tương hộp. Trời đất ơi. Ác dễ sợ. Bấy nhầy luôn. Số mấy quên vậy? Anh trên số mấy anh? 55. 55 vừa kêu. Có 1. 37. Có 2. 28. Có 3. 15. Hợp lệ. Vâng, nhầm lại vừa qua có 1 vị chủ nhân đầu chạy có 4 trái banh và tà lá vé. Rồi anh chị nào mình không tin tưởng lên bên trên kiểm tra ha. Dạ con đó của tài trợ đó anh, phải không? Phải. Con này của ai? Của mình ha, của tài trợ. Màu nâu đấy được là lấy đi anh. Tại thường bữa con đó là tài trợ. Rồi lấy, ủa lấy xuống hả? Chưa lấy hết xuống rồi, nghe nè. Lại liếm ngón tay cái tương. Vâng, cô chú anh chị mình ơi, dòng lợi vừa qua không còn giá trị nữa ha. Thì cô chú anh chị mình thương tình tham gia tham dự ủng hộ dùm cho bên trên chúng em qua dòng lợi mới. Giá tiền ngay như cũ 10.000 đồng cho tờ lá vé cô chú anh chị mình ha. Mỗi người đầu tư cho mình qua những tờ lá vé thân thương cô chú anh chị mình ơi. Một vé một niềm tin, hai vé hai niềm hy vọng, ba vé là ba niềm ước mơ. Nói mình càng mua nhiều mình càng dễ trúng. Và sau đây cô chú anh chị mình hãy hướng mắt về sân khấu, gặp gỡ người đẹp Ngọc Hiếu